Hello, chào tất cả mọi người. Tôi là Jack của bác. Tôi đến đây chỗ này quay cảnh cầu Yalop, chỗ cái mỏ đá duy nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cầu này vừa xây vừa mới xong trước Tết. Tạm thời xong thôi, chưa xong hoàn toàn. Chúng ta sẽ xem cái cảnh quan nơi này nhé, gần cái mỏ đá duy nhất. Đối diện của chúng ta ở trên kia đó là mỏ đá duy nhất. Kia là cái núi to, kia là cái đá duy nhất đã xây ra thành đá đá 1-2. Rồi chỗ này thì chỗ công trình đang làm xe cộ. Chúng ta xem. Đây, cái chỗ đây là cái công trình xe máy móc được công trình, còn ở trên kia là cái mỏ đá duy nhất. Rồi chúng ta sẽ xem quay cái cảnh nơi này, cảnh quan nơi này, chỗ cái cầu đây, khu vực cầu đây là cầu Gia Lốp gần mỏ đá duy nhất. Đây là con đường về xã Gia La, về ngã ba Ple Me. Tôi đã quay trước đây, cũng đã quay chỗ này đang làm chưa xong, bây giờ tạm thời xong một phần, xe cộ tạm thời đi lại được. Đây là cái con suối Gia Lốp. Suối này chạy về đập Plathaga. Đây là con đường về mỏ đá duy nhất trở về thị trấn Nhân Hòa, rồi về băng qua cái xã Hờ Bông. Băng qua xã Hờ Bông, tôi đã quay ngày hôm qua. Chúng ta xem đây. Đây là ruộng lúa. Nước chảy nước mùa này thì rất là nhiều, thoải mái, và chảy xuống đập Plathaga. Chúng ta xem cái xa kia là cái ngọn núi Chudon, còn đây là cánh quạt hay còn gọi là cối xay gió. Ruộng đồng ở dưới đây chúng ta xem đây. Và bên này nữa là ruộng lúa của người dân nơi đây, Plejirik, Plekli, rồi Tengah, Plekia. Ở trên kia thì chúng ta nhìn rất là xa, đó là thuộc về Pleitung Đao ở xã Yatrien, Tung Đao, Tung Mo, Tung Nen, vân vân. Đó. Đây ngọn suối, con suối này rất là dồi dào, phục vụ để tưới tiêu cho cái ruộng lúa của người dân huyện Chư Bước. Nếu mà nhà nước có một cái dự án đầu tư và làm thêm đập rất là rộng lớn nữa thì huyện Chư Bước rất là dồi dào về cái nguồn nước nước để mà tưới. Chúng ta xem đây. Còn núi cái con suối này nước rất là dồi dào. Xung quanh nơi này và cái con suối mà chảy xuống ở dưới đập kia nữa là về cái làng của mình, Plathaga, đập nước. Rồi chúng ta xem. Rồi có khả năng chúng ta sẽ dừng video clip lại tại đây. Các bạn xem video clip của tôi, cố gắng like, đăng ký và chia sẻ kênh của tôi nhé. Tôi là Chốt của bác. Tôi làm kênh tuy rằng chưa có nhiều cái nội dung thu hút của các anh chị em, thì
Anh chị em nào xem thì cố gắng giúp đỡ, ủng hộ kênh của tôi để tôi làm những cái video clip tốt hơn, hay hơn, có ý nghĩa hơn để phục vụ cho mọi người. Tôi xin dừng video clip tại đây. Tôi xin cảm ơn nhé.